Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Và trong cái video hôm nay mình xoay trở lại với series game GTA 5 Story ha. Thì đợt trước là mình đang xong cái nhiệm vụ cuối cùng là nhiệm vụ cướp tàu á, chung là ăn cướp ngân hàng mà mình quên sale lại, nãy mới làm lại khúc đó luôn. Cái bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái câu chuyện này. Ok, hiện tại mình đang tới cái nhiệm vụ chữ B, hay chữ B này là có nghĩa là ở cục của FBI á. Frodo Invergasur. The mission has been disrupted. Return later to start the mission. Như tới đây trễ hơn hả? Trong cái nhiệm vụ nó bị cái gì đó mình không có rõ ha. Quay giờ lại cái chấm hỏi này đi. Mặt này nó cũng có một cái nhiệm vụ ở ở đây, đây không có A chữ D Dom. Như là mình làm rồi đúng không ta? Outset. Chữ D này như là làm rồi thì phải á. Làm chưa ta? Chắc là rồi. Để mình đợi qua thằng Franklin mình xem, tại chúng là làm xong rồi quên luôn, không có sale lại, bây giờ phải làm lại hết luôn. Đây, này nó có một cái chữ M, một cái chữ B. B này là cũng cái bọn kia nó đây nè. Đi kiếm xe rồi mượn xe chạy. Toàn mấy con xe giúp dở, không có con nào mà nó được hết trơn á. Thằng này thì là chuyên gia đập kính này, không bao giờ mà mình thấy nó thọc tay vô mà kiểu như là nó phá, như là dùng cái chìa khóa để mở cửa, bẻ khóa, không có bao giờ khó luôn. Bọn kia nó đang đua xe ATV, cái con xe bốn bánh á, xe mô tô bốn bánh á. Để coi nếu mà được thì mình ghé mình làm cái chữ M luôn xem nó như thế nào, ghé qua làm chữ B sao. Ơn cái cua quá quẹo cái con xe nó đi hai bánh luôn, nó đi hai hàng luôn. Đừng lọt xuống biển là được rồi, đá kìa, lái lụa hơn rất là nhiều. Ủa à mình ôi cái dưới mờ không mà nó xa như vậy rồi. Đi gần như phân nửa cái bản đồ luôn, đi xuyên qua luôn. Oh shit. Hay trời. Làm lộn cú Santo rồi. Qua con xe vẫn bình an là ok rồi. Xem cái túi khí là vậy á, đụng đập đầu chết luôn à. Xe ta có túi khí như là Toyota á, là Toyota đồ, đụng cái là bùm túi khí không ra, túi khí mới sống, túi khí là chết mẹ ơn xe. Nãy giờ sao thấy túi khí rồi ta. Để mình xem có nhiều chủ M nhiệm vụ gì. Ông này nữa hả, ông cảnh sát nữa phải, chủ M là cái ông cảnh sát. Đợt mà mình giúp này nè, hai quỷ này nè.
It's you. What are you idiots up to, huh? Миссис Сашам честь Америки. Ну, он говорит, ну. Значит, это судьбою. Гордая страна. Ну, это, ну, это тень на тень я. И назвать это волею Божьей. Fella can't speak two words of English, but he knows. Còn này có thể nói được hai thứ tiếng tiếng Anh. Hey. Hey, what's that? Illegals ruining the place. Come on. Come on, let's go. Let's go. Get in. Get in. Tuy nhiên này tới kêu nó chạy xe luôn. Thua lượt trước vậy đó. Lần đầu gặp cũng cũng bắt mình chạy xe cũng chở mấy hàng này đi, giờ lần này cũng gặp chở hàng này đi. Bọn này nó làm mà mất hợp pháp gì đó. Oh, nói mình còn giữ cái súng điện không? You'll forgive my use of Spanish. You do know what that means, right? You spout all this hippie nonsense, but I know you're a patriot, Trevor. Okay, give me a clone so I can incapacitate him humanely. Rồi xong bắn điện chết luôn. Hey, Civil Border Patrol, keep your hands where I can see them. Đang chạy nhỏ bắn điện nhỏ giật tê tê té xuống luôn. Chị bình lùi là gãy cửa mà đi thì không đi được. Có sao á? À nó bắt mình ở đâu đâu đâu? Nó tự lên xe rồi mà. Nhưng bây giờ nó bắt mình lên xe. Ông kia nó tự lên xe mình, ông này xỉn đó ta. Xỉn. Nè nè, cho ông lên xe. Từng bắt vô cốp chứ. Lên điên già. Đợi thằng Joseph và Joe. Hai này nếu mà bỏ chữ S ra thành Joe như nhau rồi. Hai thằng không khác gì nhau hết. Quên quên cái gì? Ôi mình tưởng nó bay chứ. Vãi, nó cán qua con xe luôn. Đó đó, con xe đó là con xe ATV á. Mình hết hồn, tưởng nó phóng qua luôn. Hôm nay may đẹp quá. Nó phóng qua cái gì đó ta. Tưởng nó bay ngóc đầu lên bay luôn. Ê rồi rồi, cán cái gì rồi? I report you. You want to report me? Oh, sorry. Are you sure this old man's a threat to me? Sorry, quá. Tại mình không đi, mình tính bấm nút chụp hình nữa. Tại nay lâu lâu thấy mày nó đẹp. How'd you get your hands on this patrol car? I'm a proud park ranger, my friend, a trained security professional enjoying his time off. Nhân viên chuyên nghiệp, cảnh sát chuyên nghiệp méo mà tao chơi súng điện không à. Cảnh sát thiệt ta hả, chơi súng đồng. Đó là kẹo đồng. Này toàn chơi điện chích điện không à. Chích đích đau tới bà luôn. Chích đích chọt chọt đau tới bà luôn. Ok, tới rồi. Quê trong này còn nữa hả? Đi ra có cái thằng này. Hai thằng cung này nó trốn, còn hai thằng bắt thằng này nữa. We're just stepping in where the government has failed. I'm a big supporter of President Lofton, but he's gone soft on the key issue. Bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Đậu phộng sao mày không bắn? Thằng kia còn quý hà nữa. Bò này. Hay nó đi ngang nó dừng lại mà bắn nó. Nó nói chuyện không à? Mà tám không à? Mất tội phạm rồi đó. Đội phòng. Hai mẹ này bà tám rồi mất tội phạm nó chạy đi luôn rồi. Nãy đứa cầm súng bắn đứa là ngon rồi, hai ngày nó lọt hết trơn rồi. Mày vô đường này mày hết chạy nha con. Xe chở nặng quá trời luôn á.
con thằng. Rồi. Bắn luôn cho nó khỏe. Rồi, bắn nó đi. Nó nhiều chứ. Ôi, quỷ này nó nói siêu nhiều luôn á. À, cho nó ngồi phía sau. Đây nè, cho nó ngồi phía sau đây nè. Cho nó ngồi phía sau. Còn thằng nữa. Nhưng kia nó bị bắn rồi, cái nó nằm luôn rồi, nó hết động đậy luôn rồi. Family. Rồi thằng nằm luôn rồi. Té dập mặt xuống đường luôn. Ôi bắn bể lớp xe luôn kìa. I'm going. Nó nói cái tiếng. Nó nhiều, nó nói cái tiếng gì đâu không. Mình đã tân trang cho con xe. Chở đi tiếp nữa hả? Ui, lộn xộn quá vậy. Ui. Mày dám chơi tao, mày hàng gì tao bắn lớp xe nó đúng rồi. Lê lên cái nó đấm mình nó xuống. Đấm mình cái nó bỏ xuống đi luôn chứ. Rồi. Down net, double down net là một lần hai thằng không có được. Dí cái khúc nãy á. Mày xuống bắn nó chết nó rồi. Xuống nó rồi, bơm nó rồi. Nãy thử xuống điện cho nên là nó cũng bị theo luôn. mày hơn gì tao? Ừ, mày hơn gì tao. Tao mày chơi nhau nè. Xe chạy điêu luyện quá. Nó không nổ ta. Lấy xe ông đã đuổi ông đi luôn chứ. Quân khốn nạn. À rồi bị ông mang truy nã rồi. Chôn. Mình vẫn theo dõi cái thằng kia ha. Quẹo bên này đi. Ở quẹo bên kia luôn. Hay lắm. Ôi đồi. Ôi. Cái gì đang tụ tập ngoài trời hay làm cái gì á? Không thấy đường. Chiều tối rồi, mù mịt rồi đã vậy rồi cũng còn nó thui nữa. Thấy đường, đụng nhẹ cái thôi. Đi cảnh sát kìa, rồi, cái hết cảnh sát rồi. Tại cái chi trên cái chấm hỏi vẫn còn. Cái vụ lâu lâu nó bị cái gì á, khi mà đụng vô cái nó mất luôn. Tới nơi cái nó cũng báo như cái thằng Phan Linh tới nó cũng bị mất nhiệm vụ, cũng không biết sao nữa. Lâu quá mới làm nhiệm vụ đó. Lẽ tới chỗ tụ tập ba thằng luôn ta. Vậy sao được. thử bằng chuột nó nhảy quá à. Tại vì chuột quá vậy nè, cần gì bóc đầu lên nó bóc đầu lên luôn nè. Nó bóc đầu lên luôn. Đẩy bấm nút chuột xong đẩy chuột kia sau nó bóc đầu lên, còn đẩy xuống dưới thì mình không thấy gì hết đó. Còn lường qua lường lại kiểu gì họ cũng té à. Xuống điện bắn cho nó vui. Đây có người rồi. Gì vậy?
Kìa kìa, Franklin với Michael nó chạy kìa. Dù đây nó bị cái gì mấy bạn ơi, đây này, hang này nó chạy nè. Rồi. Mấy cái hang kia nó chạy mà. Thằng Franklin với thằng Michael nó mới chạy đi đâu á. Như nhiệm vụ này bị lỗi hả ta? Chắc là lỗi quá. Nghi quá. À, giờ hiện này hết nhiệm vụ rồi. Giờ còn mất nhiệm vụ rồi. Đúng rồi, còn có một và một, một luôn. Lester better pull. Đây, nó có chữ B đây. Thì mình teleport luôn thử nha, để coi nó có bị lỗi không. Nghi nó bị lỗi quá. Đó, ok, không sao, không sao. Hết rồi, hết rồi. Rồi, Monkey Business. Đó. Thằng này tới, họ hàng kia nó mới tới. Đúng là nhiệm vụ này ba thằng con nào cũng được hết, nhưng mà nó bị lỗi. Nó báo nhiệm vụ sao người bị dơ vậy? Báo nhiệm vụ mission disrupted. Đồ dơ quá. Yeah, sure. No, that's a lie. I haven't heard a fucking thing. Damn, that's fucked up, man. Yeah, well, not gonna matter. We're all gonna be dead about a half hour anyway. What's going on, ladies? Hello, Trevor. Hello, Trevor. What kept you? Business, kept you? Michael, business. All right? I'm the CEO of a big international corporation. It's very time consuming. Nothing, of course, you'd understand, being a gentleman of leisure. You know, Franklin, if there's one thing that you're gonna learn from being around us... Please, just fucking insanity. Có một cái điều mà Franklin nó sẽ học được khi bảo xung quanh bọn này. Go to the busy man. This rich fuck is useless. Thằng hôm nay nó rất là vô dụng. Đi nói thằng Michael vô dụng, nó chửi Michael. Where's the other three? What other three? We told you to bring along six. This is a six man job. Dụ như là sáu người. Dave did? No, Dave didn't. You said you'd do it. Thằng này nó nói ông này nói thằng này nó sẽ lo hết. Đó là một cái lời nói dối. Coi đi ra, về thôi. You three can do it alone. Ba mày cũng có thể làm một mình được. Giờ chết. Hey, I do my dirty work every day, keeping the country safe from scum like you. And you're doing a great job, sir. Hey, you want this job done? Then come with us, huh? Come on. Come on. Muốn xong vụ này thì mày đi với tao luôn. Mr. Depressed Accountant. Let's go save America. Không đi cứu nước Mỹ. This is the real deal. My sources are convinced there's a plot in international affairs, you know, the agency, and they're using this facility to make a serious nerve toxin. Bullshit. Yeah. Which they plan in their mind-blowing insanity to let a major terrorist release on a metropolitan area so they can continue to get funding. Nothing increases funding for fighting terrorism more than successful acts of terrorism. So all right. So let me get this straight then. No. No, what the hell? We're doing this. You two are on getaway. Fuck off and make it happen. Hai mày sẽ lại lo cái chuyện trốn. Michael, đi với bọn tao. What size flipper you wear? Nó đưa ngón tay lên phát. Hai này đi chuẩn bị phương tiện tẩu thoát, còn Michael sẽ đi với bọn này. Để coi mình vô nhân vật nào. Agent Norton. Agent Norton, đặc vụ Norton. Wow. Mày đen kìa, bảo kìa, đi cái gì mà đi. And you, get in. You're driving. You're driving. Go down the coast. The facility's a few clicks south of us. Bảo, mày thấy không? Thấy bảo không hả? Ó, mày à, trời ơi. Quầy, ăn đá ngầm chết. Đó. Listen to me, Steve. Tôi cố tình cho miếng bay té chết miếng bay luôn, té lò bắn hồng luôn. Don't lecture me on patriotism. You've been living outside the system too long. Social responsibilities a joke to you. So maybe I redeem myself, get killed in the process, huh? That old bullshit. No, tới nơi. This is the bay. Ok, đây là cái dịnh. Giờ lặn xuống. 1, 2, 3 bụp. Xuống rồi. Rồi đi thôi. Ủa sao không cầm pháo sáng theo thằng ngu này? Đốt pháo sáng cho đã, cầm nó hình như nó hết trái rồi.
Bơi giống này tiếng cáo hả? There'll be a crate over the outlet. Townley, you got the cutter. When we get Townley là tên cũ của cái thằng Michael này nè. Họ cũ chứ không phải là tên. Họ cũ của nó là Michael Townley. Sau khi nó với bộ chết nó về đây nhờ Devin nó lo nó đổi họ Michael De Santa. Ok, nhiệm vụ cắt cửa này là giao cho thằng này. That's burning at over 3,500 degrees. Yeah, thanks for the science lesson. Can I keep this for the next vault I hit? That gas won't last forever, so cut smart. Các bạn di chuyển theo những cái chấm 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 này nè. Nhớ là nó có xăng á, tiết kiệm thôi. So, you got any more little facts for me from the instructions? Ôi gì kìa. Now you'd want some intel on the equipment using your hard-won funds. Để lâu vô luôn. I figured it was all gonna go on a wardrobe full of windbreakers. Mình tưởng đâu là phải kéo qua kéo lại chứ. Nó cho ra cái vạch này nè. Nó săn thấy mù nội luôn. Xong một cái nó sẽ kêu một cái tiếng. Còn cái nữa xăng nè. Rồi xong rồi đó. Đạp. Ủa xong đạp. Ồ. Hay. Nhưng mình nhớ là còn nữa. All right, we go down the vent, find the access point. Vô ok, đột nhập vô phòng thí nghiệm. Chôn cái gì trong này nè. Này là cái đường cống của phòng thí nghiệm á, bạn cống cống á. Bây giờ toàn thải ra biển không à. Wow. Cũng nhìn thứ nhất ảo á. Hồi cánh quạt nó mà quay là chết luôn á. The problem with this job is I only get to know the criminals who are dumb enough to get themselves caught. Yeah, only I wasn't caught. Remember? I turned myself in. Okay, lên rồi, lên nữa bạn. Tới, tới, tới. Vô trong rồi đó. Doubly dumb. Đừng nhìn giống như cái bông tàu, cái như khoang tàu vậy đó. Final turbine, nearly there. Ok, cái turbine cuối cùng. That's an air pocket. Đâu đâu đây. Lên luôn hả? À, lên luôn, lên luôn. Cái nước này nó động quá. Đây bên này có cầu thang nè. Có am vậy? Tỉnh thiệt chứ. How are we? Huh? We ready? I was born ready. Let's do this. Come on, Dave. What's the plan? Hey, hey, hey. We locate the toxin and action our toxin là cái what we got. Thuốc kháng hay là cái gì? Quên mất tiêu của từ đó rồi. Chết rồi, chạy xài súng điện hả? Trời. À chỉ bất tỉnh thôi chứ không có kêu bắn vô đầu á. Nó cho mình bắn súng điện thôi. Mình có thể bắn súng này được nhưng mà giết người không được. Nói chung là nhẹ nhàng thôi. Bắn súng điện thôi. Đi tới chỗ thang máy. Nhiều người đang đi xuống à. Sao á? Kìa.
Bụp. Ê, bắn nhầm. Bắn lại cái, rồi. Ok, lấy cái thẻ rồi, vô. Hai kia cầm súng đi hù, nhưng mà nói chung là phòng chuyện bất trắc á. Phòng chuyện bất trắc thì sử dụng luôn. Bụp. Ủa đi luôn hả? Ê tôi tưởng nó vô bắn hàng này chứ. Ờ làm vô bắn hàng nhỏ. Vậy biết vậy đi ngang luôn tự nhiên tội nhỏ đi làm bị bắn xuống điện. Này à. Take cover. Nấp có thằng lên. Team incoming. Make a call. I dare you. Just a little pinprick. What? Clear. Okay. We move forward. Đợi nó đi lên lên bắn nó một cái thôi. Rồi lấy cái thẻ. Quẹt. Của ông nãy mình lùm á. Chơi tao quyền chơi cặp nha lên. Bị khóa rồi. Rồi mình có khách rồi. Có như là mấy thằng kia tới rồi. Giờ sao? Tao là mấy người vô được. Hands up. Mở cửa trước khi mà tôi cho mình nổ bây giờ. Đây đây, cái mình cần lấy đây. Giống bom nguyên tử quá. Đó, cái ống này nè. Như kiểu bom nguyên tử á. Ông nó mà cắn nó nổ luôn á. Rồi, chơi súng rồi đó. Súng điện, súng tôi đâu. Anh chơi súng lục, ai chơi những mấy mày chơi súng toàn đâu không? Dung bro phải chơi súng lục. Kìa có người xuống, ngồi xuống. Như phòng này phòng nuôi mấy động vật để dành thí nghiệm á. Có khỉ, có chuột nữa kìa. À, phòng nuôi động vật thí nghiệm, chuột, khỉ nè, trời tội miếng khỉ quá à. Bữa nào mình vô đây mình khám phá lại cái chỗ này có khỉ mới được. Chỗ này nó đâu mình chả biết ở đâu. Vậy đạp miếng khỉ hả? Tự nhiên đạp con ta, thứ gì đâu á. Chờ tự nhiên tao bắn trước viên rồi mới bắn thằng. Ăn thôi. Wow. Có quân đội luôn kìa. Anh có kỹ năng mà mấy đứa khinh thường anh hoài. Bắn hơi dữ á. Bum. Ok, đi, ra cái chấm màu xanh. Đặt cái chấm vô cái thời khùng này. Cho nó vô đông lạnh nha. Nhẹ nhàng ơi. Bơm nguyên tử cái gì á. Nhẹ nhàng là bơm hóa học chứ bơm nguyên tử bơm hóa học. Ok. Ờ, chiếc thang tới rồi. Giờ mình móc cái thùng lên, chở đi. Đốt pháo đây.
Ủa giờ sao đem nó lên? Okay. Như ông này ông đỡ lại ông làm cái gì á? À thằng này nó giả bộ. À, với bộ nắm chân bọn này, kéo chân bọn này lại. Chung mà thanh niên nó cũng được. Cũng biết hy sinh bản thân. Bắn nhiều đùi, bắn tướng chúng độc mạch nào chết. Ông giữ chân bọn này lại. Mà gì chú chắc không bị nghi ngờ tại mặc đồ bơi mà. Nãy ban mình mặc đồ bơi, ông đó cũng bơi vô cho nên cũng mặc đồ bơi luôn. Này đứt dây cái nổ chắc xong luôn á. Mr. Phillips, can I trust you to dispose of the chopper? Mr. Philip, tôi có thể tin tưởng giao trong trực thăng này không? Ok, đáp xuống nghĩa con container. Gì nào thở ghê vậy? Bùm, rồi đậu vô thăng đi. Hey Frank, it's cracking, man. So the chemical weapon in there, right? Vũ khí hóa học đúng rồi. Vũ khí hóa học. Bơm hóa học, bơm gì đó. Chemical weapon. There won't be a next time, will there, Davey? There never is. I'll do my best for you. I always try. Yeah, well, maybe this time we'll get lucky. Maybe this time Steve will succumb to the strains of an enhanced interrogation technique. David này giúp ông Michael nhiều lắm, cho nên cần gì giúp lại. Probably decorating him right now. Hey, David, your boys at the agency are onto you, remember? Huh? You and Stevie. Just try and keep your heads down. Yeah. Cố gắng giữ đầu chú phía dưới. What's this? Oh, fucking A. Yes. What's up, man? My days in the wilderness are over. Lester, he settled up with that crazy Mexican motherfucker. Thằng Lester, chung là thỏa thuận gì á? Thỏa thuận với thằng bọn Mexican là hết săn đuổi bọn này rồi. Giờ trả vợ về là xong. Big score. We're all gonna have to go our own separate ways anyway. Oh man, I can't wait to get back to that movie studio. Không thể đợi để quay trở về trường quay phim. What a shit show. Dạ mà hắn đóng phim. And stick it. My life may be a world of pain, but from here on out, it's going to be cool, comfortable, air-conditioned pain. Take it easy. Ok, Phan Linh không làm gì hết. Nó chỉ đi kiếm con xe container để thôi rồi xong. Phần nào nữa đây? Gì vậy? À, đem con vợ trở về. Bà nói là bà có một cái thời gian hạnh phúc tuyệt vời bên thằng này. Thằng này nó khóc. You are beautiful man. So happy, so sad. My life. Thanh niên nhõng nhẽo á. For some reason, everyone abandoned me. I did not abandon you. I'm going home. I am going home. If he mistreat you. Treat you. I know. I know. I know. Chung là bà này chở bà về nhà, thằng này thì nó không có muốn chở bà đi này kia rồi đó. Nói mà nếu mà thằng kia nó có mà chứ là làm gì bà này á, bà này nó biết rồi
tại bà này là bà vợ của thằng kia mà hả, bắt làm như trâu như bò vậy, cái gì cũng sai này kia hết trơn, nó bắt cóc vậy luôn. Xem đầu trâu như mấy đứa, giữ mặt lấy đầu anh hút mấy đứa luôn, khóc lần đầu tiên Trevor khóc. No, no, stay. Ở đây, stay, yên đi đi, tự đi vô, để bà tự đi vô thôi. You better treat her right, man. Ông nên đối xử tốt với bà. Otherwise, the other ear, of course. Cái lỗ tai ông bị gì vậy? You and me and Michael, we're friends now, good friends. Such good friends that we're gonna make a. Cái lỗ tai ông như bị nào nó phá gì sao? Băng bó lại. Thank Michael for the statue. It is exquisite. Yeah. Nói cái thằng Mexican là thằng này nè. Sau này như thằng này bị xử hay sao á? Không không, ăn này thằng kia. Rồi. Monkey business. Thiếu hai cái ở ba cái hát sọt nữa là được cái thời gian chính xác 3% là quá ngon. Ấy, thôi ok thì mình sẽ tạm dừng video tại đây ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Thì nhớ đăng ký kênh của mình, like cái video này và chia sẻ cái video này lên cái trang mạng xã hội cho mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. Hẹn gặp lại ở video sau.